Lần đầu tiên em gặp con tủ Toshiba không chạy gì này, bệnh rất chỉ là hai em nhá. Hôm nay chia sẻ cho em bệnh Toshiba, tủ lạnh Toshiba không chạy gì này. Lần đầu tiên mình gặp luôn. Đấy. Con này là bị cái bệnh là mình lúc đầu mình kiểm tra, mình mở nguồn lên này, cứ thấy dơ le của vá băng đóng tạch phát. Là mở nguồn lên là kiểm tra là cứ mở nguồn lên là đóng. Thế cho nên bắt đầu là mình mới kiểm tra con đèn này. Con đèn này là con đèn đệm cho phá băng, khi nào vi xử lý xuất lệnh qua này, nó sẽ đệm qua con này. Con này như kiểu là một cái công tắc thôi, công tắc trung gian thôi. Khi nào mà có lệnh đóng thì sẽ con này sẽ đóng điện cho con dơ le này. Và con này bị giò này, như kiểu anh em cứ tưởng tượng là con này bị chập ấy. Lúc nào mà chưa có lệnh nó cũng đã đóng rồi. Thế cho nên là dơ le nhiệt lúc nào cũng đóng. Và tủ nóng quá là con dương ở tủ nó tự đứt anh em nhá. Đây này, ở trên sơ đồ nhá. Trên sơ đồ đây chở phá băng này, đây là con dương nhá. Và đây là cái dơ le này. Và đây là con đèn của nó, con đèn Q6 này anh em chỉ cho anh em đấy. Con này đèn này đèn kép này. Đấy, đèn này đèn kép là hai con chan nhỏ nó tích hợp với nhau thôi. Thì đây là cái dơ le của nó thì đấu một chân là luôn luôn có 12V rồi. Và khi nào chân còn lại và chờ về chân còn lại có mát thì bắt đầu có dây là dẫn. Cho nên anh em cứ cảm tưởng đây là công tắc nhá. Công tắc thì nó lúc nào nó bây giờ đang dò từ 3 sang 4, lúc nào chân 3 có điện áp mát này thì dây le lúc nào đóng. Lẽ ra là khi nào vi xử lý xuất lệnh cho chân 2 này thì bắt đầu chân 3 với chân 4 thì với thông với nhau. Nhưng bây giờ chưa có lệnh từ chân 2 này, chân 3 đã thông sang chân 4 rồi. Lúc nào cũng có mát cho cái dây le này và dây. Thế là dơ le lúc nào cũng đóng luôn. Dơ le lúc nào cũng đóng thì cho nên là chở phá băng đóng liên tục và cầu chì đứt nha. Khi nào quá nhiệt thì cầu chì đứt nha. Đấy. Thì đây là sơ đồ của tủ lạnh Toshiba. Anh em nào có nhu cầu mua sơ đồ điều hòa tủ lạnh máy giặt về để nghiên cứu sửa chữa bo mạch thì inbox cho em nha. Và mùa đông rảnh rỗi thì anh em nào có nhu cầu đi bổ túc một khóa học sửa chữa bo mạch cơ bản để về phục vụ cho làm cơ cho nhàn thì liên hệ với em qua Zalo 0965 900 992 nhá. Đấy, chào mọi người.